Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Quan hệ Việt Nam và Campuchia có được cải thiện dưới thời ông Hun Manet. Ngày 2 tháng 8, truyền thông quốc tế đã bình luận về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Theo đó, hai bên còn vướng mắc về ba vấn đề lớn đã kéo dài trong hàng thập kỷ qua. Ba vấn đề lớn đó là đường biên giới chưa cắm mốc hoàn chỉnh, hàng chục ngàn người gốc Việt tại Campuchia sinh sống trong tình trạng vô chính phủ và quan điểm khác nhau về việc Việt Nam xâm lược hay giải phóng Campuchia. Và đây là hình bài bình luận trên đài BBC tiếng Việt. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung hơn 1.200 km. Cho đến nay, mới chỉ có 84% đường biên giới chung được chính thức phân giới cắm mốc. Vấn đề này từng gây căng thẳng vào năm 2020 khi Campuchia nói binh sĩ Việt Nam dựng 31 lều cắm gần biên giới, khu vực hai bên chưa đạt được thỏa thuận phân giới cắm mốc. Vấn đề biên giới với Việt Nam là chủ đề nhạy cảm tại Campuchia. Hơn 10 năm trước, một nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân Tộc, hiện đã bị giải tán, thường xuyên cáo buộc chính phủ Campuchia, đặc biệt là Thủ tướng Hun Sen, đã nhượng đất cho Việt Nam, cho phép người nhập cư Việt Nam sinh sống trái phép tại đây. Tiến sĩ Hen Kim Kong, Đại học Queensland tại Úc, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao từ Cambodia Development Center cho biết, nhiều người dân Campuchia vẫn có tâm lý cho rằng Việt Nam còn ý muốn bành trướng và xâm lấn vào đất đai của Campuchia bất kỳ khi nào có khả năng, mặc dù tâm lý bài Việt dường như đã suy giảm trong những năm qua. Người Campuchia có niềm tin rằng quốc gia này đã để mất Campuchia Krom và đảo Koh Chai, tức đảo Phú Quốc, vào tay Việt Nam trong quá khứ, và họ cáo buộc chính phủ Campuchia đang vận hành dưới tầm ảnh hưởng của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho rằng Phú Quốc đã thuộc chủ quyền của Việt Nam từ trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858 và xâm lược Campuchia năm 1884. Người Khmer chưa hề làm chủ vùng đất này. Đế quốc Angkor trong thời cực thịnh nhất từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12 cũng chưa bao giờ làm chủ vùng đất này vì một lý do đơn giản. Người Khmer không có mặt trên đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học không tìm thấy đền đài nào của thời Angkor trên đồng bằng sông Cửu Long. Cũng nên biết, nền văn minh chói sáng của các thời đại Angkor thể hiện qua các công trình kiến trúc bằng đá, tất cả đều tập trung quanh khu vực Siem Reap và Battambang. Một vấn đề khác là những quan điểm đối nghịch về vai trò của Việt Nam trong việc tiêu diệt Khmer Đỏ. Và đây là hình ông Hun Manet, con trai cả của ông Hun Sen, người sắp thay thế cha mình tại Campuchia. Tiến sĩ Hen Kim Kong cũng cho biết, ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, được quan điểm đối lập ở Campuchia gọi là ngày xâm lược, trong khi giới cầm quyền ở Campuchia thì gọi là ngày chiến thắng. Bởi vì Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, tuy nhiên sau đó lại duy trì sự hiện diện quân sự từ năm 1979 đến năm 1989, khiến giới đối lập người Campuchia coi đây là sự chiếm đóng. Vấn đề vướng mắc cuối cùng trong quan hệ hai nước là có hơn 100.000 người gốc Việt phải chịu cảnh sống vô chính phủ tại Campuchia khi không được nhập quốc tịch. Tiến sĩ Hen Kim Kong cho biết, đây là vấn đề mang tính nhạy cảm, tạo ảnh hưởng đến nền chính trị của Campuchia và tạo nên sự chia rẽ trong lòng người dân Campuchia. Vấn đề này có thể bị lợi dụng để làm gia tăng tinh thần dân tộc và tâm lý chống Việt Nam tại Campuchia. Theo tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen vào ngày 26 tháng 7, ông Hun Manet, con trai cả của ông Hun Sen, dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của Campuchia vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Tiến sĩ Hen Kim Kong nói rằng, ba vấn đề còn tồn đọng giữa Việt Nam và Campuchia không thể dễ dàng được giải quyết dưới thời Hun Manet, bởi vì chính phủ do đảng CPP lãnh đạo có thể không đủ động lực để giải quyết những vấn đề này và họ có thể tập trung về phát triển kinh tế hơn. Ông Hun Manet cho đến nay rất ít trả lời phỏng vấn của truyền thông
và có ít thông tin có thể hé lộ về tầm nhìn của ông dành cho Campuchia và 16 triệu người dân. Ông thường tránh né các bài phát biểu đài trong chiến dịch vận động của Đảng Nhân dân Campuchia CPP, chỉ nói ngắn gọn như bỏ phiếu cho đảng CPP và bỏ phiếu vì một tương lai tươi sáng và cảnh báo về những nỗ lực cực đoan nhằm phá hủy cuộc bầu cử. Tuy người Campuchia hy vọng ông Manis sẽ đưa ra một sự thay đổi, nhưng tiến sĩ Hen Khuyên Khong nhận xét rằng có khả năng hơn là vai trò lãnh đạo của ông ấy sẽ bị đóng khung trong một hệ thống do chính cha ông ấy tạo nên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan hệ Việt Nam và Campuchia có được cải thiện dưới thời ông Hun Manis. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao báo chí Việt Nam phải ký kết tài tư? Ngày 2 tháng 8, AFA Tiếng Việt có bài Báo chí bắt tay tuyên giáo, bộ 4T và doanh nghiệp, sáng kiến hay liên kết lợi ích. Theo đó, ngày 25 tháng 7 đã diễn ra một sự kiện ký kết giao ước được cho là tài tư giữa đại diện lãnh đạo giới báo chí, truyền thông nhà nước Việt Nam thông qua Hội Nhà báo Việt Nam, Ban tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông với giới doanh nghiệp Việt Nam thông qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp, viết tắt VCCI. Và đây là hình bài trên trang RFA. RFA cho biết, báo Công an Nhân dân Online dẫn thông điệp của một quan chức đại diện lãnh đạo của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, nguồn thu từ quảng cáo của báo chí nhà nước đang dần bị thu hẹp bởi các doanh nghiệp Việt Nam đang chi nhiều hơn cho hoạt động quảng cáo của các kênh thông tin nước ngoài. Song trong số những kênh thông tin này, có rất nhiều kênh lại lan tỏa thông tin sai lệch, không đúng đắn. AFA dẫn quan điểm của một đại diện lãnh đạo giới doanh nghiệp Việt Nam thông qua VCCI cho rằng, một bài báo có thể thúc đẩy thành công của doanh nghiệp, lan tỏa khí thế, tinh thần kinh doanh xã hội, nhưng một bài báo cũng có thể làm tiêu tan một thương hiệu, một doanh nghiệp. Sự đồng hành, hợp tác lành mạnh, hiệu quả giữa báo chí và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi bên. Tờ Berlin, nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo bình luận với AFA rằng, tất nhiên, ký kết là quyền của họ thôi, họ muốn làm gì chẳng được, với một quyền lực ngầm cũng như quyền lực công khai như vậy. Nhưng điều đó rõ ràng đi ngược lại phương thức hoạt động của báo chí, của tự do báo chí. Báo chí là một lực lượng giám sát, một lực lượng để làm minh bạch hóa, kể cả những sự minh bạch hay thiếu minh bạch, có lợi hay bất lợi cho người tiêu dùng, tất cả những cái đó phải minh bạch. Doanh nghiệp bỏ ra rất nhiều tỷ đồng để mua thời lượng quảng cáo ở trên một tờ báo để quảng bá cho cái hay, cái tốt của mình và giấu nhẹm đi những cái xấu, những cái lừa dối người tiêu dùng, những sự lừa lọc, những sự phản phúc. Tất nhiên, khi đã có sự can thiệp của ngành tuyên giáo, báo chí sẽ không dám viết những phóng sự điều tra hay những tin tức mà làm minh bạch hóa các doanh nghiệp đó. Về những cái xấu chẳng hạn, điều đó rất ảnh hưởng đến tự do báo chí và người tiêu dùng sẽ bị thiệt thòi, xã hội sẽ bị thiệt thòi. Và đây là hình báo Công an Nhân dân đưa tin về sự kiện ký kết bốn bên này. AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội nói rằng, nếu báo chí và ngành truyền thông Việt Nam muốn lấy được các hợp đồng quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam, chính họ phải thay đổi, họ phải có nhiều độc giả. Nhưng họ lại vướng vào một mâu thuẫn là họ không thể nói được những gì họ muốn nói, bởi vì người dân cần thông tin trung thực và đa chiều. Việc định hướng thông tin và chỉ đưa tin một chiều làm mất đi độc giả. Đồng quan điểm, AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Báo chí của Việt Nam không phải là báo chí theo đúng nghĩa của nó, tức là đưa tin, chỉ đưa tin một cách khách quan và có những bình luận riêng về ý kiến của các chuyên gia. Nó là đội quân của cảnh sát tư tưởng,
theo một nghĩa nào đó. Và bây giờ số lượng ngày càng đông mà ngân sách thì hạn hẹp. Theo ông Quang A, trước kia chỉ cần ra một mệnh lệnh là các doanh nghiệp quốc danh này phải mua quảng cáo của các báo ngày. Nhưng bây giờ các doanh nghiệp quảng cáo trên YouTube, Facebook rất nhiều. Do đó báo chí phải kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân phải mua quảng cáo của các báo để tạo nguồn vật chất, tức là thực sự là tiền cho nó hoạt động. Ông Quang A chỉ ra một hiện tượng gọi là quảng cáo núp bóng, đã diễn ra hàng chục năm. Theo đó, các báo cáo giả vờ viết bài, đưa tin về doanh nghiệp, mà thật sự bài đó là bài quảng cáo. Tất nhiên, tác giả các bài viết đó được doanh nghiệp trả rất hậu hĩnh. Ông cho rằng đây là một sự vi phạm luật pháp, là tai họa, bởi nó làm cho sự hoạt động minh bạch tử tế của một nền báo chí bị ô uế đi, và tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu rất đáng báo động. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao báo chí Việt Nam phải ký kết tài từ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.